Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2. Và tối nay thì sẽ giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm túi si Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho đến hết ngày hôm nay anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ tiếp tục ủng hộ những cái sản phẩm trong video này. Em xin lưu ý về vấn đề thanh toán là shop em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Và mình hoàn toàn yên tâm khi mà mình nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào mà em không có báo trên video thì mình liên hệ lại, thì em sẽ cố gắng xử lý sớm nhất và một cách hợp lý nhất cho mình anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái chiếc ví này là của thương hiệu Samatha, hàng hiệu của Nhật các anh chị. Ví này là ví da tổng hợp ha, màu hồng, hồng xinh lắm. Góc cạnh thì nó có hơi sờn nhẹ như vậy nè. Đó, ví này là ví dài dành cho nữ nha. Samatha thì họ có nhiều cái cái chất liệu anh chị, và mình thường hay gặp nhất là cái chất liệu da tổng hợp như vậy, với lại một cái loại chất liệu là vải mà cái quai nó là quai trúc đó. Thì cái này là bằng da tổng hợp ha. Độ mới thì cũng cao nhưng mà cái này có sử dụng rồi nha anh chị. Bên trong là lót vải hãng nè. Đó. Khoen khóa thì người ta dập hiệu Samatha ở đây cho mình nè. Đây có một cái khóa kéo. Kéo lại ha. Lót vải xinh lắm nha anh chị ơi. Rồi, nó có sờn góc chỗ này, còn lại thì rất là ok. Độ mới cao 80% anh chị. Size ngang là được 19 nè, nhân với lại 9 cm. Cái này em bán cho mình với giá là 390.000 ha. 390 cho cái ví này. Mình chốt giùm em mã số 31. Giá là 390 nha, mã 31 giùm em. Giá là 390.000 cho cái sản phẩm này. Mã 31 anh chị ha. Rồi, tiếp tục nè. Ví thì nó không có về một đợt anh chị, nó về một ít ít như vậy đó. Thì hàng về tới đâu thì em giới thiệu tới đó ha. Rồi tiếp theo là em có một cái chiếc túi da. Cái này là nó giống với lại da kỳ nhông kỳ đà lắm nha, nhưng không chắc cho nên là em báo là da dập vân ha. Da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà có độ cũ và có cái độ không đều màu như vậy nha anh chị. Đó, dành cho các chị nào mà mình mua để xài cho nó bền thôi, chứ nó không có cái bề ngoài của nó không có quá đẹp ha. Nó không rách lõi thôi. Size là 25 nhân với lại 17 nhân với lại 8 cm. Mẫu này là mình đeo chéo nha anh chị ơi. Mẫu này dán đeo chéo nè. Bên trong lót da tổng hợp. Đó. Nó như vậy ha, y chang như hình nha anh chị. Bên ngoài thì nó có một số cái chỗ mà nó đậm màu kiểu như nó ra dầu á. Cái này đang bán với giá là 300.000, chốt giùm em mã số là 32. Giá là 300 cho cái sản phẩm này, mã 32 giùm em ha, giá 300. 32 giá 300.000 cho cái túi này. Em có cái túi da trăng này nè anh chị. Trưa này á, thì em coi lại thì nó có một chút xíu vấn đề đó. Hôm qua thì em bán cái này 1,5 triệu á. Thì em phát hiện có chút xíu vấn đề cho nên là em có khuyến mãi một chút nha. Giới thiệu lại cho chị nào hôm qua giờ đang thích cái này mà mình ngại về vấn đề giá ha. Mọi thứ nó đều rất là mới luôn. Nhưng mà cái này là do kiểu em để tới để luôn, nó cấn cái gì đó nè mà mình không thấy nè. Đây nè, nó có một cái vết cấn ngay đây. Đó, nằm bên dưới đáy nha anh chị. Đó thì mình không có mua tặng, nó không có phù hợp, mình mua xài thôi. Với độ mới bên ngoài, bên trên đồ này kia rất là hoàn hảo luôn, chỉ có chút xíu chỗ dưới đó thôi là do mình để tới để lui trên cái kệ á. Rồi em không có thấy cho nên là không có báo hôm qua ha, không biết là hôm qua có không nữa, nhưng mà sáng nay coi coi lại thì thấy chỗ đó. Size của nó sẽ là 34 nè, nhân với lại 25 nhân với lại 13 cm. Mẫu này thì sắp tay da trăng thật nha, lót bên trong là lót nhung rất là mới đẹp, cực kỳ vip luôn đó. Lót nhung như vậy ha. Mẫu này thì không có thương hiệu đâu, nó chỉ là da độc lạ thôi anh chị nha. Mã này em đang bán với giá là 1250, nhưng mà do nó có một cái lần như vậy cho nên là em sale là 1 triệu tròn nha anh chị. Mã số là 20. Mã số 20 giá 1 triệu tròn. Cái đó là màu đen tuyền luôn đó. Nhưng mà trên hình thì mình thấy nó hơi hơi ánh ánh xanh xanh sao anh chị ha. Rồi tiếp tục nè, em có một cái túi da giá rẻ đây. Túi này thì nó có đồ cũ nhiều nha, giá rẻ nha anh chị. Có đồ cũ. Sờn nhiều. Ở bên trong là lót phun sơn luôn. Ồ, cái này lỗi lót rồi, để em bán lỗi lót sau đi ha. Rồi tiếp theo là một cái chiếc túi siêu phẩm đi. Túi phơm hộp nè, hàng đẹp đây. Rồi, size ngang của cái túi này là cái miệng là được 20 nè, ngang đáy là được 20 luôn, cao lên là được 14, độ dày là được 6 cm. Màu của nó là màu xám nha, chứ không phải màu đen tuyền nha. Cái màu nó có ánh xám, chứ không phải màu đen. Màu đen là mình thấy cái này nè, cái này nó đen nè.
còn nó là nó hơi ánh màu xám nha anh chị. Khoan khóa là sáng trưng luôn, hàng có hiệu luôn. Hàng hiệu này của Paris nha. Bên trong là có dây đeo, dây mảnh. Lót là lót da tổng hợp mới len ken luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Đó. Độ mới này là phải cỡ 90% cộng cộng luôn. Mẫu này đây, khoen khóa mình gắn vô đây ha. Mẫu này giá của nó là 1 triệu 2. Anh chị chốt giùm em mã số là 33. Giá 1 triệu 2 nha. 33 1 triệu 200 ngàn. Em chỉ áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển cho đến hết hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai thì em có tính phí vận chuyển tiếp tục anh chị ha. Và hy vọng là cả nhà mình thông cảm về vấn đề tính phí vận chuyển, tại vì em bán giá siêu rẻ luôn và không có miễn ship được anh chị nha. Ví dụ như mỗi đơn hàng nó chỉ có 20-30 ngàn, hoặc là nhiều đơn thì anh chị đi ở xa ở Hà Nội gì đó thì em gửi tới khoảng 40 mấy ngàn lận, nhưng mà một đơn hai đơn không sao, nhưng mà em gửi mỗi ngày cả 100 đơn, rồi mỗi tuần thì cả gần cả ngàn đơn như vậy đó, thì nó rất là nhiều anh chị ha. Cho nên là mình hoan hỉ cái chỗ phí ship giùm em nha. Em sẽ có thu phí ship, nhưng mà mức giá thì em sẽ báo lại vào video ngày mai ha. Còn hôm nay thì vẫn miễn phí ship nha anh chị. Rồi cái này báo giá rồi nè. Rồi tiếp tục là tới cái này là cái túi vải nha. Vải denim, vải jean á. Vải jean này thì vối với da tổng hợp, size ngang là 33, cao lên là được 25. Hàng đẹp nha. Bên trong nè, cái lót bên trong rất là đẹp nha anh chị. Có chỗ móc dây đó, nhưng mà mất dây rồi. Có nhiều ngăn, bên trong có nhiều ngăn như vậy ha, có khóa kéo miệng chỗ này đây. Cái khi mình đựng đồ lên á thì nó sẽ kiểu như là cái form hộp vuông vuông như vậy nè. Phía bên dưới này là vải, bên trên này là da tổng hợp và nó rất là mới ha. Hàng đẹp nha anh chị, mới ken. Chốt giùm em mã số 34, cái này em bán cho mình với giá là 300. 34 giá 300 ngàn cho cái túi vải này nha, mã số 34. Rồi, em có một cái túi này, collet nè. Collet này là của thương hiệu Colorette đó. Vải phối với lại da thật nha. Cái này vải phối với da thật. Form này là form collet cầm tay. Bên trong là lót vải như vậy nè. Cái này mình đựng giấy tờ rồi này kia cũng được. Nó form mềm ha. Cái phần da này là da thật nha. Góc cạnh có sờn chút xíu. Đó, còn phần vải thì ok nha. Form này thì nó không có cái dây. Nó chỉ vậy thôi, không có dây sắt nha anh chị. Rồi. Size ngang của nó sẽ được là 28 nè, cao lên là được 19. Rồi cái này chốt giùm em mã số 35, em bán cho mình 300 luôn. Mã số 35 nha, giá 300 ngàn cho cái collet này của Calgaret, hàng hiệu của Pháp. Nó đơn giản lắm nhưng mà đựng được rất là nhiều thứ nha. Rồi Lomet này còn hộp nè, cái này em sale cho anh chị luôn. Này em có giới thiệu hồi trước Tết rồi. Cái này còn hộp như vậy nha anh chị. Mẫu này còn hộp. Ok ha. Rồi, tự nhiên cái nét nó mất tiêu rồi. Anh chị đợi giùm em tí xíu em chỉnh nha. Này, Chromed này còn cái hộp màu đỏ như vậy nha anh chị. Rồi. Bên trong này, cái này người ta ghi chỉ là Made in Australia nha. Cái hiệu này nó sản xuất tại Australia và nó có từ lâu đời. Có từ thời mà các chị mình đi những cái buổi tiệc đêm, họp đêm đồ trong mấy bộ phim cổ cổ á anh chị. Đó, thì lúc trước em có bán cái này lần đầu á, thì em có sọt thử. Sau này nó về thì em không có chụp hình nhiều á, cho nên là không có gửi cái mấy cái web cho anh chị xem được. Mình có thể sọt thử cái chữ này ha. Rồi cái túi này bên ngoài rất là đẹp. Đó là hạt kim loại nha, hạt chứ không phải hạt nhựa, hạt cườm nhựa đâu. Bên trong cái lót thì người ta để lâu á, nó có kiểu như là nó hơi bị như vậy. Nó hơi bị ố ố chút ha. Rồi, độ mới bên ngoài thì rất là ok, trừ cái điểm ố luôn. Size của cái túi này thì được là 15 nè, cái đáy là được 16, cao lên là được 17 cm nha anh chị. Cái này giá của nó là 350, mã số là 36. Giá là 350, mã số 36 giùm em ha. 36 giá 350 cho cái túi này. Tiếp tục là em có một cái collet này. Cái này có độ cũ nè. Cái này bán cho anh chị mình mua về mình đựng giấy tờ nha. Da tổng hợp phối với lại da bò. Da tổng hợp phối với da bò. Đó, nó cũ nha anh chị, có đồ cũ nha. Collet nha, size ngang của nó sẽ được đó là 24 nè, nhân với lại 18 nha. Cũ sờn góc nhiều nha anh chị, hàng có hiệu đó nhưng mà nó có cũ nhiều. Khoen khóa cũ luôn, hàng hiệu của Pháp hay là của Ý gì đó. Đó,
bên trong đây không có lỗi lót gì hết nha, nhưng mà nó có cũ, mình đựng giấy tờ thì nó ok hơn so với là mình đi xài đi bạn bè đồ thì nó không hợp lắm á. Rồi cái này á thì giá 100.000 đó này, em không động phơm nha, mình đựng giấy tờ vô thì nếu phơm nó như vậy có thể mình đánh xi đồ lại chỗ này như vậy nha. Đó giá của nó sẽ là 100.000, chốt giùm em mã 30 mấy đây, 37, giá 100k cho cái túi này, mã 37 giá 100. Túi này cũng nếu mà nó mới á, thì nó sẽ là siêu phẩm đó, tại vì cái nhìn cái túi nhìn thấy nó là hàng cao cấp rồi anh chị, nhưng mà nó cũ rồi. Một cái Renoma đây, cái thương hiệu Renoma. Hồi trưa này thì em có một cái dây thắt lưng đó, còn cái này là cái túi nha, cái clutch cầm tay chất liệu da bò đây, chỗ này nó có sần gốc nè, chất liệu da bò clutch này nam nữ xài được, các chị mình đựng mỹ phẩm cũng ok, nó cũng kiểu như cái đáy nó dày á cho nên mình đựng được nhiều không. Size là 25 nhân với lại 17 nha anh chị, có đồ cũ nha, có miếng tách da ở đây. Ở bên trong thì cái vấn đề của cái này nó sẽ là cái lót á, nó bị giống như bị khô và bị nó nẻ nẻ như đất, nó bị khô á, nhưng mà nó không có dính đồ nha, mình xài bình thường ha, về về mặt nhìn á thì mình thấy nó không đẹp thôi, nhưng mà nó bên trong nữa mình cũng không có lăn tăn đâu, mình xài mình định giấy tờ đựng đồ mỹ phẩm bình thường nha anh chị. Cái này em chốt cho mình với giá là 280 thôi, bình thường mấy cái này là phải 500-600 ha, nhưng mà nó có chút xíu vấn đề vậy bán nhanh cho mình giá 280, mã số 38 giùm em nha, 38 giá 280. Tiếp tục là em có một cái túi này của Hanamori nè, da dập vân, vân này là vân đà điểu nha anh chị, hàng hiệu của Hanamori. Hanamori là gần đây em thấy có gặp được những cái sản phẩm mà lạ lạ như vậy nè, dập vân anh chị, phơm hến xinh lắm, hàng này là nàng thơ của Nhật nha. Đây khoan khóa nè, độ mới cao, phơm sách, phơm này là phơm hến nhỏ sách cho các cô nè, độ mới rất là cao, mua tặng nhắm chừng được luôn á, tại vì góc cạnh em thấy đẹp quá chừng nè. 26 nè, nhân với lại 20, dán sách nha, màu đen, khoen khóa là sáng trưng. Đây, bên trong lót vải luôn, mừng gì đâu. Hanamori lót vải nha anh chị. Đẹp quá, cái này là da bò dập vân ha, cái này là của người chủ cũ người ta gắn thôi chứ không phải là của cái túi á, cái charm á. Rồi, cái này anh chị chốt giùm em mã số của nó sẽ là 39, em bán cho mình với giá là 650, mã số là 39. 39 giá 650 cho cái túi Hanamori này, cái này dường như siêu phẩm nha mà giá rất là tốt á. Da bò dập vân hàng hiệu luôn. Một cái chiếc túi của Kazakhstan, lâu rồi mới gặp cái hiệu này nha, hiệu này của London. Và họ chuyên gia làm mấy cái túi chất liệu như vậy nè. Hoa hòe dữ lắm nha. Mình đựng đồ linh tinh cá nhân, sách đi làm được cũng được anh chị. Đây, mới nè, cái này rất là mới. Kazakhstan nha, trên nền vải thì người ta làm cái họa tiết hoa, rồi sau đó đó thì người ta sẽ phủ một cái lớp nhựa mỏng lên, và lúc nào cái hiệu này người ta cũng làm như vậy. Size ngang của nó là 30 nè, cao lên là được 22, độ dày là được 15 cm, hàng hiệu Kazakhstan của London. Cái này tông màu xanh xinh lắm, form hộp, form hình hộp chữ nhật nha. Rồi ở bên trong thì có tag hiệu đầy đủ ha, khóa kéo mới ken luôn, cái này dường như chưa có xài đó anh chị. Em bán cho mình với giá là 290 thôi, chốt giùm em mã số 40, giá 290.000 cho cái túi xanh này, mã số 40, giá 290 nha anh chị, mã 40. Rồi một cái chiếc túi này để đựng mỹ phẩm nè, cái này da tổng hợp, da này là da tổng hợp nha, đây da tổng hợp màu hồng. Rồi cái này á, thì nó nhỏ gọn thôi, size của nó sẽ được có là 21 nhân với lại 12, có khóa kéo miệng, cái này đựng mỹ phẩm ok. Cái màu hồng nó giống với cái đầu tiên lắm á, cũng của Samatha luôn nè, nó cùng hiệu Samatha nha, cũng da tổng hợp cao cấp, nhưng mà cái này nó cũ hơn cái ví hồi đầu một chút ha, nó có hơi cũ hơn một chút xíu. Rồi mình chốt giùm em cái này, cái này có hơi cũ, có hơi sần gốc nha, cái này em bán cho mình với giá là 190 thôi, chốt giùm em mã số là 41, giá 190, mã 41, 190.000 cho cái túi đựng mỹ phẩm. Một cái chiếc da, da này là da thật nha. Đây túi này thì cũng có độ cũ luôn, hàng chất nha, chuẩn hàng si luôn. Rồi da thật nha anh chị, form công sở khoảng 70 mấy% thôi. Size miệng là được 38 nè, ngang đáy là 35, cao lên là 22 nha, dán sách tay. Có chỗ móc dây nhưng mà nó mất dây rồi, lót là lót vải. Bên ngoài có đồ cũ nhiều nha anh chị, góc cạnh đây.
góc cạnh có sần nha, trên da này có xước đồ này kia, nhưng mà cái da thì xịn anh chị ha. Cái này em bán cho mình với giá là 300, 300 ngàn, chốt cho em mã số là 42. Không có rách lõi, bán giá rẻ là do nó có độ cũ nha anh chị. Mình để gì mình xài cũng ok, nó cũng chất và xài bền. Nhưng mà mình có thể đánh xi đồ lại cho nó bóng bẩy lên một chút cũng được. Rồi, tiếp tục nè. Tiếp tục thì em sẽ có một cái túi này. Túi này đây, da bò, dập vân, kỳ nhông, kỳ đà, phơm hộp. Màu đen. Xách tay nha, size ngang miệng là được 23, ngang đáy là khoảng 23 24, cao lên 20, độ dày là 8 cm. Phơm hộp nha anh chị, có cả dây đeo, xách tay và đeo chéo luôn, và nó có hơi sờn nhẹ chỗ này. Cái này thì không có hiệu đâu, bên trong lót thì sạch đẹp như vậy nè anh chị. Đó, mẫu này còn rất là đẹp ha, khoen khóa còn sáng luôn. Giá của nó là 400, chốt giùm em mã số là 43, giá 400 ngàn. Mã số 43 giùm em ha, giá 400, mã 43 cho cái túi này. Rồi tiếp theo một cái này bằng da bò, hàng có hiệu nha, hàng hiệu bằng da bò. Ủa, cái này nó có vấn đề gì chút xíu rồi, để em xem lại rồi mới bán sao ha. Rồi, cái này da dập vân đà điểu nè. Da bò dập vân đà điểu. Dán sách nha, trên cái mấy cái chỗ này thì nó có hơi cái nét như vậy nè. Một hai nét do nó để bị cấn anh chị. Này em bán giá rẻ thôi, các cô mình hoan hỉ mình bỏ qua cái đó ha. Rồi mình chốt cái này về mình đi chợ thôi, nó cũng đẹp rồi anh chị. Rồi, size ngang của nó sẽ được đó là 25 nhân với lại 18 nha. 25 nhân 18. Ở bên trong là lót vải nè, trên cái này nó hơi nhăn 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 là do cái chỗ này là da. Rồi, cái này em bán cho mình với giá 300 luôn. 300 ngàn nha. Chốt giùm em mã số là 44, giá là 300. Mã 44, 300k cho cái túi này. Tiếp tục. Túi đà điểu nè. Túi đà điểu này hồi trước Tết là em sale á, sale đậm sâu luôn á. Nhưng mà em không có còn giữ cái giá sale trước Tết nữa nha, nhưng mà bán vẫn là giá rất là rẻ cho mình mua đi làm luôn anh chị ơi. Cái này đi làm công sở là bao đẹp bao sang, hàng xịn sò dữ lắm luôn. Túi đà điểu mà bự cỡ này thì anh chị biết là cái số lượng cái da người ta xài cũng rất là nhiều ha. Và đây là một loại da độc lạ, giá trị cao chứ không phải là hàng hàng giá rẻ nha anh chị. Đây, mình để form sơ sơ lên thôi cho anh chị xem ha. Này giấy A4 mình để ngang ok nha. Đó, như vậy. Sơ sơ vậy thôi ha, khi mình đựng đồ thêm nữa thì nó phồng mấy cái góc này lên á. Màu của nó là màu hơi xanh xanh, ánh có ánh rêu đất. Rất là đẹp, dán sách nha, có chứng nhận GRA đầy đủ hết cho mình luôn. Độ mới siêu cao phải 90 mấy%, dán sách tay. Ngang miệng là được 36 nè, ngang đáy 40, cao lên là 28, độ dày là 12. Cái này là bên trong là lót nhung anh chị nha, hàng có hiệu, chứng nhận hiệu của Nhật đó anh chị. Lót là lót nhung. Rồi, cái này giá đầu năm em bán cho mình với giá là 1 triệu 100 ngàn. Mã số 45, 1 triệu 100 anh chị ha, là giá siêu rẻ cho cái chất lượng của cái túi này. Mã 45, giá 1 triệu 100 cho túi này. Đẹp lắm. Màu túi này là da tổng hợp kiểu thời trang nè. Da tổng hợp thời trang nha. Mình mua xài chơi 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 hàng ngày ha. Rồi cái bữa nào mình đi tiệc đồ hay là đi dịp gì quan trọng thì mình mua, mình lấy mấy cái túi mà nó xịn hơn. Cái này da tổng hợp màu đen nha, hàng thời trang nha anh chị. Nó không có cái da này nó không có phải là quá xịn nha. Nhưng mà nó mới. Rồi, có dây luôn nha, màu đen này nó cà giật rồi. Size ngang là 30 nè, nhân với lại 16, nhân với lại 15. Cái này em bán cho mình với giá 180. 180 nha anh chị, đây cái chất của nó là như vậy. Đó, 180 ngàn ha. Có cả dây nữa, mình lấy cái dây mình đeo cho túi khác cũng được. Mã số 46, giá 180 cho cái túi này. Mã 46 dùm em. Marginal em còn nè. Marginal. Marginal này thì nó có mấy cái chữ Marginal ở đây. Chất liệu bằng da thật. Ngoài ra thì nó không có ghi made in nước nào cũng như là không có mã code nha. Độ mới cao 90% cộng. 18 nè, ngang đáy là 18, cao lên là 17, độ dày là 7 cm. Khoen khóa sáng trưng, mẫu này xách tay giùm em ha, hàng phong hộp xịn lắm. Anh chị nhìn cái dàn chữ Marginal nè, mình đẩy qua đẩy lại được ha. Đó, hàng giỏm nó không có đẩy được gì đâu anh chị. Rồi,
Original thì cái logo của nó luôn luôn là cái trái tim á, lót là lót vải dập hiệu. Ngoài ra thì không có thêm giấy tờ hay không có thêm chữ nghĩa gì khác hết nha, nó chỉ vậy thôi. Góc cạnh ok ha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 1,2 triệu, là bán túi phôm hộp bình thường á, chứ không có bán hiệu luôn á. 1,2 triệu nha, mã số của nó sẽ là 46, 1,2 triệu cho cái túi Moschino. 1,2 triệu, mã số 46 giùm em ha. Tiếp tục, em có cái túi này. Túi này là da cá sấu ghép màu kem, mới lắm, rất là mới luôn á. Mới vậy mà anh chị không có chốt nữa luôn, tiếc lắm á. Rất là mới như vậy nè, da cá sấu ghép ra, có những chứng nhận da cá sấu made in Japan ha. Các cô mình chốt cái này mình xài là bao sang luôn. Và da cá sấu nó cũng rất là phong thủy cho mình nè. 39 nè, nhân với lại 20, dán xách tay giùm em ha, cái tông màu như hình luôn. Bên trong là lót da tổng hợp nha. Đấy, rất là đẹp ha. Cái này đang sale chỉ có 600 ngàn thôi, là sale đầu năm á, 600. Rất mới nha, da cá sấu anh chị. Phối da bò, mã số 47, 600 ngàn. Mã số 47 giùm em giá 600. Tiếp tục nè, tiếp tục em có cái túi này. Túi này là đeo chéo điện thoại nha, bằng da tổng hợp, đeo chéo đựng điện thoại, vừa cái điện thoại thôi, không vừa gì thêm hết á. Đó, bằng da tổng hợp anh chị ha. Còn dây sách, dây đeo đồ tùm lum hết, nhưng nó tổng hợp thôi. 18 nè, nhân 10, mới. Tổng hợp thì nó mới lắm. Đấy. Cái này em sale cho mình 100, 100k. Chốt giùm em mã 48, giá 100. Mã 48, 100 ngàn cho cái túi này. Mã 48. Tiếp tục, có một cái túi này bằng da bò. Ôi túi này xinh quá nè. À, nó bị lỗi rồi. Rồi túi này cái gì đây? Bằng vải nè anh chị. Rồi hàng nó về nhiều anh chị, cho nên nó tới cái khúc nào quá thì nó là nhiều khi ngay cái khúc này hôm nay em giới thiệu thì nó vải với da tổng hợp nó nhiều, có những khúc thì nó sẽ da độc lạ nhiều ha, tại hàng nhiều lắm. Mình cứ coi từ từ ha, hôm nay coi chưa mua được gì thì mình cứ coi tiếp ngày mai ngày mốt anh chị nha, hàng em lên liên tục luôn. Rồi túi này bằng vải dạng thông dụng nè, ứng dụng cao nè, màu của nó là màu xanh rêu. Màu xanh rêu, có chỗ để mình móc, mình gắn thắt lưng nữa nè. Kéo ra thì nó sẽ là một cái chiếc túi gấp gọn anh chị ơi, nó là túi luôn á, chứ không phải là đựng trong đựng ngoài gì hết á. À, nó là cái ba lô luôn. Đây đây nè anh chị ơi, khi mà mình bung nó ra thì nó là cái ba lô vải dù nha. Trời ơi, độc đáo quá vậy. Đó, gọn nhẹ lắm ha. Mình đi du lịch đồ đó, mình đem theo cái này nha. Rồi, cái ba lô khi mà mình cái vải này nó mỏng lắm nha anh chị. Mỏng chứ không có dày ha. Rồi, size ngang là 30 nhân với lại 39. Dạng người ta làm gọn nhẹ cho mình, xếp gọn mà, cho nên là không có làm cái vải dày đâu. Cái này thì nó mới chưa có sử dụng nha. Cái này em bán cho mình với giá 290. Mã 49. Giá 290 ngàn, mã số 49 giùm em ha, 290. Cái này cái túi xếp gọn. Màu xanh rêu đẹp lắm. Một cái vali da tổng hợp nữa nè. Vali này da tổng hợp gọn, đựng khoảng 4 bộ đồ là ok. Nhưng mà nó da tổng hợp thôi, nó gọn và nó nhẹ. 38 nè, nhân với lại 13, nhân với lại 31 chứ, nhân với lại 10 cm. Vali nhưng mà nó là da tổng hợp nha, không phải da thật nha. Vali da thật thì nó vài triệu đó, nhưng mà giờ em không có hàng. À, bên trong rất là mới như vậy nha. Cái này em bán cho mình 300, mã số 50, giá 300 ngàn. Mã số 50 dùm em nha, 300, mã 50 cho cái vali này. Cái này đựng quần áo cũng được, đựng giấy tờ cũng rất là nhiều quá. Khi nhà mình giấy tờ này kia nhiều quá thì mình cất vô trong đây. Burberry nè anh chị ơi, Burberry form này, form đeo vai, chị nào thấp thấp thì mình đeo chéo nha. Những cái túi rất là cổ điển luôn, của thương hiệu rất là VIP của Burberry. Lâu lắm rồi mới gặp được cái hiệu này. Đấy.
chị đợi em để cái form một chút nha. Burberry này không quá mới đâu, là mình cũng không có yêu cầu cao hơn được, tại vì nó là dòng cổ rồi đó. Mình để một chút xíu form vô ha, là đẹp xuất sắc, xinh lắm. Form này rất là tiện xài nha. Để em đeo thử đi, em báo cho anh chị cái size. Như ví dụ cỡ size em á là 1m6, là em đeo là nó ngang, nó thấp hơn thắt lưng chút nha, tới hông ha. Còn chị nào mà hơi thấp thấp một chút thì mình có thể đeo chéo được luôn, hoặc là mình đeo chéo chạy xe thì được nha. Còn mình xuống xe mình đi thì mình đeo vai là nó mới vừa ha, nếu là mình có 1m6 trở lên. Còn mình nhỏ con á thì mình đeo chéo được. Size ngang miệng là được 25. Cái chỗ bự nhất này là 28 nha, cao lên là 20, độ dày là được 9 cm. Cái này không mới ken, độ mới nó rơi khoảng cỡ 85-87%. Cái phần này là vải dập hiệu hãng nè. Trên cái vải này anh chị sẽ thấy một vài cái đốm, nó hơi hơi kiểu để lâu á, nó thâm thâm á anh chị. Đó, nó như vậy nha. Rồi, góc cạnh thì sờn rất là ít, góc cạnh sờn rất là ít, cái phần phối da đẹp lắm. Dây thì mình có thể, cái này là em tăng đưa hết đát rồi. Đó, mình muốn đeo ngắn hơn thì mình tăng đưa thêm mấy cái nút nè, còn dài hơn thì không có nha, tới đây là hết rồi. Khoan khóa thì có độ oxy hóa nhẹ. Rồi, Burberry chỗ này ha. Bên trong nè, trên đây là lót vải. Bên trong này lót vải luôn anh chị ơi, Vivu ha, xài Vivu nè. Bên trong này lót vải luôn. Đấy. Đẹp nha, bên trong lót vải thì cứ tiện mà xài thôi. Rồi, để em coi coi có ghi mắt in đồ gì không. Không, à đây, Real Leader, chứng nhận Real Leader, mà Real Leader là phần màu nâu này nha, là da thật đó, và được made in England ha, sản xuất tại nước Anh. Rồi, lưu ý là chị nào, anh nào mà muốn mua siêu phẩm mà mới lên ken thì cái này nó không mới lên ken, nó là thương hiệu lớn, còn đẹp nha, hàng si còn đẹp, thương hiệu lớn, có lỗi này lỗi kia, nhưng em có báo mấy cái đốm này ha, còn lại thì nó không được mới ken, mình mua xài là quá hợp, hoặc là mình mua sưu tầm cho cái thương hiệu này. Bình thường thương hiệu này là 3-4 triệu là mình kiếm là đã khó khăn rồi anh chị ha. Cái này em bán giá siêu tốt luôn, em bán cho mình với giá là 1450 cho cái túi Burberry này nha. Mã số là 51, 1450, mã 51 giùm em ha, 51 1450. Tiếp tục, em có một cái túi này đây, da dập vân đà điểu màu đen. Burberry này đẹp quá, lâu lâu mới gặp cái mẫu này, giá tốt luôn. Form này xách nha anh chị, độ mới khoảng 85-86%. Size ngang 26 nè, cao lên 21, độ dày của nó là 8 cm. Rồi, ở bên trong này là hàng hiệu của Italy á, lót là lót da. Có chỗ móc dây đó chứ, nhưng mà nó mất cái dây rồi. Cái này em bán nhanh cho mình với giá là 390 ha. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là mấy rồi? 52, giá là 390 ngàn. Mã 52, giá 390, mã 52 giùm em ha, 390 cho cái túi này. Rồi. Đẹp lắm. Đồ mới cao. Tiếp theo. Này gì? Cái này là nhựa phối với lại da. Form này form công sở nè, cũng rất là đẹp luôn. Màu xanh phối với lại là màu nâu. Ở phần trên này là nhựa nha, phần dưới này là da. Cái hãng người ta làm vậy thôi. Mẫu này thì giấy A4 là Vivu ha. Size ngang của nó sẽ được đó là 37 nè. Cao lên là được 30, độ dày là được 13 cm. Phần da này thì mặt trong á, nó có hơi bị răng do người ta xài nha anh chị, nó hơi răng nhẹ cho người ta xài. Rồi bên trong là lót vải luôn, hàng của Rindo đất gì đó, đất này là đất con vịt á. Rồi bên trong là lót vải sạch đẹp á, đựng giấy A4, đựng laptop là Vivu. Rồi hàng có qua sử dụng rồi nha anh chị, cái này em bán cho mình với giá là 520. Mã số là 53. Giá là 520 ngàn cho cái túi công sở này nha. Đấy, do trừ điểm cái phần quai nó hơi răng bên trong đó, chúng ta là 6-300 rồi. Rồi tiếp tục. Một cái ba lô da trần trám đây, ba lô mini nè, đẹp lắm. Không có mới ken đâu, nhưng mà cái form này dễ thương lắm, bằng da bò. Trần ô trần trám. Cái trần ô trần trám này là cái họa tiết rất là đặc trưng của Chanel đó anh chị. Và dĩ nhiên cái này không phải Chanel ha. Nhưng mà Chanel á, thì mấy cái bản Chanel mà nổi tiếng đó là mình hay thấy cái họa tiết trần như vậy nè. Rồi, size ngang 17 nè.
cao lên là được 22, độ dày là 89 cm. Khoen khóa thì còn sáng, nhưng mà cái da thì anh chị thấy nó một số chỗ nó có bị răng răng như vậy. Cái này thì em lau chùi sơ lại thì nó bóng bẩy hơn chút xíu thôi, kiểu em lau chùi rồi dưỡng da Vaseline á, chứ em cũng không có đánh si gì hết nha. Màu tông nó màu nâu. Mẫu này thì là ba lô nha, ba lô không phải cho bé đâu, ba lô cho người lớn, nhưng mà cái foam nó là foam nhỏ, nó còn tát nè anh chị. Made in Italy ha. Dây của nó là dây da phối với lại xích vàng ống luôn. Cái này là hai dây để mà mình đeo ba lô nha, hai sợi. Em sợ nó rớt cho nên là em gắn nó vô vậy, nhưng mà nó là hai sợi để mình đeo ba lô ha. Nó không phải thiết kế cho em bé, nhưng mà nhà mình có bé, mình muốn mua cho bé cũng được luôn, mình tăng được cái dây thôi. Rồi bên trong là lót vải nha anh chị, vải rộng rãi nè, đựng điện thoại ví tiền là vô tư, miệng rút bút két luôn. Còn tem, nhưng mà cái túi kiểu để lâu ở bên ngoài á thì em báo độ mới khoảng 85% thôi. Cái ba lô ha, xinh quá này. Rồi kích thước em đo chưa ta? Kích thước về cao lên là 21 nè, cái đáy của nó là được 17 nè, này mặt trước nè, này mặt sau nè. Ha. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 690 ngàn. 54, giá 690. Là do em trừ điểm trên bề mặt da, nó có một số cái vết nó hơi kiểu mình thấy nó răng răng anh chị. Chứ còn lại cái này rất là đẹp nha. Lâu lâu mới gặp được cái ba lô form nhỏ mini luôn. 690. Rồi. Tiếp tục nè. Em có cái túi này. Túi này nó lỗi lót rồi. Lỗi lót để riêng một bên, em sẽ có một cái video mà hàng lỗi lót giá vài chục ngàn cho các chị mình săn về mình lấy phụ kiện ha. Em có một cái chiếc túi này là da lót phun sơn nhưng mà nó còn còn xài được nha, không có lỗi nha. Đây, màu trắng hơi hơi xi măng nhẹ. Rồi, size ngang của nó sẽ được có là 25. Ngang đáy là 28, cao lên 20, độ dày là được 12 cm. Khoen khóa còn sáng, có chỗ móc dây. Mà mất dây rồi, mất cái dây đeo rồi anh chị ơi. Bên trong lót phun sơn nhưng mà không có vấn đề gì hết nha. Cái này giá mất dây đeo nha, bằng da bò, mất dây. Tôm hộp. Góc cạnh có sờn anh chị nha. Rồi. Rồi cái này như vậy ha, form nó hợp như vậy. Nhà có sợi dây xích thì mình gắn vô mình xài giùm em nha. Mã số 55, em bán cho mình 450. Mã 55, 450 cho cái túi này là mã 55. Rồi, tiếp tục. Cái túi vải nè chị. Túi này bằng vải nha, vải họa tiết nè. Độ mới cao lắm. Vải nó 300 ngàn. Form đeo chéo rất là mới. Nó như vậy. Đựng được nhiều lắm á. Nó vậy đó anh chị, họa tiết. Này mình xách cũng được, mà mình đeo chéo cũng được nha. Vải mới len ken. Chưa xài đâu. 30 nè, nhân với lại 20 nhân với lại 12. Khóa kéo mất rượt nha, bên trong lót vải nha. Cái này em bán cho mình với giá là 300 ngàn. Chốt giùm em mã số mấy rồi? Mã số 56 300. Mã 56 nha, 300k cho cái túi vải này. Túi này của nữ mà nó mới lắm, họa tiết cũng dễ thương, độc lạ. Túi này công sở nữa nè anh chị, của Khaoret đây, trời ơi, siêu phẩm nè. Siêu phẩm công sở nha, công sở 2 3 bữa nay gặp công sở size bự cỡ mình như vậy nè. Form này form đeo vai nha. Ở dưới này là canvas nha anh chị, phần màu nâu là da, phần màu đen không phải da. À, canvas hãng ha. 30 đáy là 38 nè. Miệng nó là 34, cao lên là 29, độ dày nó là 10. Da 4 vi vu nha, độ mới rất là cao anh chị, góc cạnh đây. Đẹp nha, này dính bụi thôi, hàng hiệu của Khaoret của Pháp. Khoen khóa dập hiệu luôn, có khóa kéo miệng. Trong lót da tổng hợp. Khaoret của Paris đó. Trong lót da tổng hợp không có gì để chê, không có lỗi lầm. Đấy. Gọn anh chị ha. Rồi. Đẹp luôn á, vừa gọn vừa đẹp. Cái này anh chị chốt giùm em mã máy đây. Anh chị đợi giùm em chút xíu em coi là cái mã máy rồi, tự nhiên em quên rồi. Cái này nó không có full da nè, cái phần da chỗ này nha anh chị. Cái này em bán cho mình mã số của nó sẽ là 57 nha, 690 ngàn. Mã 57 690.
Mã 57 giùm em ha, 609, mã 57 có khóa kéo miệng luôn, hàng hiệu của Coverex của Pháp. Tiếp tục. Rồi, tiếp theo. Em có cái túi này đây. Bằng da tổng hợp màu đen. Form form hến nha, hến này hến bự, đựng quần áo được 23 bộ. Lót bên trong lót vải sạch đẹp nha. Có chỗ móc dây nhưng mất cái dây rồi. Bên ngoài là da tổng hợp nha anh chị, mình xách form hến bự ha. Xách quần áo được, đi làm xỏ được. 34, ngang đáy là được 37 nè, cao lên là 27 giùm em. Lưu ý cái này da tổng hợp chứ không phải da thật nha. Cái này em bán cho mình với giá là 250, mã số 58. 250, mã 58 giùm em nha. 250, mã 58. Tiếp theo. Cái túi du lịch này của Valentino. Đây, cái dòng này thì made in Italy nè. Đó, bự lắm. Đựng được nhiều đồ ha. Size ngang là được 57 nè, cao lên là được 36. Made in Italy, bên trong gọn đẹp luôn. Nhưng mà điều nó không mới ken ha. Cái này giá 300. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là 59. 300 ngàn cho cái túi này. Mã 59 giùm em, giá 300. Tiếp tục. Một cái đây. Cái túi này. Này da kỳ nhông kỳ đà. Giờ nó có đồ cũ nha. Form sách anh chị ơi, hàng hiệu á. Hiệu của nó là hiệu Momo Leader Handmade, made in Bali luôn. Trời. Lạ nha. Sản xuất tại Bali. Đó, nó như vậy nha. Dạng hàng handmade anh chị, cho nên là cái đường may là nó kiểu vậy. Rồi cái ở bên dưới này, cái da của nó em không biết là cố tình ta làm vậy hay là người ta nó bị đổ dầu nữa thì nó sẽ lon lon vậy đó, nó không có cùng màu nha. Giờ cái phần may đồ này kia là người ta may handmade hết nha anh chị. Nó thô chứ nó không có tỉ mỉ như người ta may máy may hãng đâu. Nhưng mà nó có nét đẹp riêng ha. Rồi bên trong này thì là lót vải như vậy nè, dạng túi tót bự. Dạng túi tót to như chị nha. Size ngang miệng nè. 40, ngang đáy là được 30 nè, cao lên là được 30, độ dày là được 15. Chị nào mà mình vin vin chút xíu mình thấy cái này là mình thấy chất thích liền. Mã số của nó là 60 nha, em bán cho mình với giá là 450 thôi. Mã 60, giá 450 cho cái túi này. Rồi, đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video này. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. Và mong là cả nhà mình sẽ tiếp tục ủng hộ shop em bằng cách là mình nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn like share những cái video của shop để ủng hộ tinh thần cũng như là khi em có video mình vào mình xem sớm, lựa chọn sản phẩm sớm anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.